Nếu anh chị đã từng nghe đến Lipoc Nu Skin thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết rằng đây là một sản phẩm chức năng rất tốt. Vậy hãy cùng tìm hiểu rõ xem Lipoc tốt như thế nào để có thể cân nhắc có nên lựa chọn sản phẩm này cho bản thân và gia đình của mình hay không nhé. Video ngày hôm nay sẽ có hai nội dung chính mà Nu Skin 88 muốn truyền tải đến các anh chị. Thứ nhất, đó là tác dụng của Lipoc Nu Skin giúp cải thiện tốt sức khỏe như thế nào thông qua 8 công dụng cụ thể. Và thứ hai, đó là cách mua Lipoc hàng chất lượng và chính hãng. Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 8 lợi ích tuyệt vời của loại sản phẩm này. 8 công dụng này thì đã được Nu Skin 88 dịch từ tài liệu gốc là Nu Skin Hoa Kỳ, nên các anh chị hãy yên tâm tham khảo nội dung nhé. Công dụng đầu tiên đó chính là Lipoc thỏa mãn từng nhu cầu của sức khỏe thông qua các công thức toàn diện trong cùng một sản phẩm. Cụ thể là trong Lipoc sẽ bao gồm các công thức sản phẩm riêng lẻ được kết hợp một cách khoa học. Mỗi gói dùng sẽ chứa một viên nang vitamin, một viên nang phytonutrient và hai viên nang khoáng chất. Công dụng thứ hai chính là cải thiện tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể. Do nền tảng của Lipoc là cải thiện sức khỏe hàng ngày của con người, thế nên nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta 20 loại vitamin và các loại khoáng chất thiết yếu để duy trì sức khỏe và có một năng lượng tối ưu. Công dụng thứ ba của Lipoc đó là cân bằng dinh dưỡng cho hệ xương khớp. Đối với hệ xương khớp thì Lipoc cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho xương, giúp duy trì và củng cố đảm bảo dưỡng chất cho xương hoạt động một cách hiệu quả. Bên cạnh đó thì Lipoc còn cung cấp vitamin D để có thể điều chỉnh chuyển hóa xương canxi, magie và vitamin K, thúc đẩy quá trình vận chuyển canxi đến xương, magie và boron hoạt động một cách thống nhất đạt được hiệu quả tối đa. Có thể nói rằng Lipoc chính là các khối xây dựng cho sức khỏe của xương cốt. Công dụng tiếp theo đó chính là việc hỗ trợ duy trì lượng đường bình thường trong cơ thể. Sản phẩm Lipoc sẽ thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ lượng đường trong máu, dung nạp glucose và chuyển hóa insulin, cung cấp cho cơ thể lượng chrome, vitamin C, vitamin E, axit alpha lipoic, magie và kẽm nhằm tối ưu sự chuyển hóa đường huyết bình thường. Công dụng thứ 5 của Lipoc đó chính là việc tăng cường bảo vệ cơ thể bằng các chất dinh dưỡng tim mạch. Việc này sẽ được thông qua một số cơ chế quan trọng. Lipoc bao gồm cải thiện khả năng kháng cholesterol LDL và chống lại quá trình oxy hóa các gốc tự do, huyết áp và nồng độ homocysteine trong máu thấp ở mức bình thường. Không chỉ thế thì công dụng thứ 6 của Lipoc đó chính là giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi các tác nhân gây lão hóa. Bởi trong Lipoc có chứa T-Green 97 độc quyền và đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất đến thời điểm hiện tại. Thành phần này có thể giải quyết hết nguyên nhân gây tổn thương DNA tế bào. Công dụng tiếp theo của Lipoc đó là bảo vệ tế bào bên trong qua hệ thống mạng lưới chống oxy hóa mạnh mẽ. Tác dụng này có được là do trong Lipoc có chứa đến hơn 40 chất chống oxy hóa, bao gồm cả T-Green 97 độc quyền giúp cho sức khỏe của tế bào. Bao gồm tất cả 8 dạng vitamin E tự nhiên, vitamin C đệm, selen, đồng, kẽm và mangan, và các chất chống oxy hóa khác nhau bao gồm 6 carotenoids, hơn 20 flavonoids, bao gồm catechin và hơn 10 polyphenol hạt nho, axit alpha lipoic và resveratrol. Và cuối cùng, công dụng thứ 8, Lipoc là một sản phẩm chủ đạo của thương hiệu Nu Skin trong việc cung cấp chất dinh dưỡng. Lý do là bởi vì Lipoc cung cấp vitamin, khoáng chất, phytonutrient và vi chất chống oxy hóa quan trọng cho nhu cầu sức khỏe mỗi ngày của cơ thể con người. Đặc biệt, nó còn cung cấp các chất dinh dưỡng với công thức và thành phần sinh học tối ưu. Nếu có thể thì anh chị nên kết hợp Lipoc và Marine Omega. Nó sẽ giúp cho các anh chị có được một nền tảng dinh dưỡng và giải pháp chống lão hóa tuyệt vời. Chúng ta vừa tìm hiểu về 8 công dụng của sản phẩm Lipoc. Và có lẽ là đến đây có rất nhiều anh chị sẽ tò mò hỏi rằng tại sao sản phẩm này lại có được sự khác biệt vượt trội đến như vậy? Câu trả lời là để có được những công dụng tuyệt vời trên, chính Lipoc phải có được sự khác biệt và những nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Cụ thể là, điều đầu tiên, Lipoc là sản phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống toàn diện đầu tiên mà có cả khả năng chống oxy hóa cho cơ thể. Thứ hai, nó cung cấp một lượng vitamin và các khoáng chất thiết yếu đáng kể mà thường thấy thiếu phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Thứ ba, nó thúc đẩy toàn bộ mạng lưới của cơ thể để chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể từ các thiệt hại của các gốc tự do. Tiếp theo, Lipoc đã được nghiên cứu lâm sàng, chứng minh lợi ích chống oxy hóa và tim mạch trong việc sử dụng Lipoc đều đặn mỗi ngày.
Thêm vào đó thì Livebox đã được kiểm chứng khoa học và sản phẩm của nó được đóng gói rất thuận tiện khi đem ra ngoài. Với tất cả những lý do trên thì Livebox xứng đáng là một sản phẩm chức năng hoàn hảo cho sức khỏe của chúng ta. Anh chị thân mến, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm Livebox, thế nhưng được nhiều người nhắc đến nhất chính là Livebox Nano. Chắc hẳn sẽ có những anh chị thắc mắc về dòng sản phẩm này. Nano Livebox sẽ có tác dụng gì và có giống với Livebox thông thường hay không? Sự thật là không chỉ có Livebox Nano mà có rất nhiều loại Livebox nữa dựa trên nền tảng của Livebox. Bởi vì Pharmanex Nu Skin muốn từng loại Livebox sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của phụ nữ mang thai, nam giới và phụ nữ trên 40 tuổi nên sẽ có 4 loại tương ứng như sau. Loại đầu tiên chính là Livebox Woman, là loại giống như là Livebox thông thường, đều cung cấp đầy đủ các dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết mà bữa ăn hàng ngày thiếu hụt. Nhưng dòng sản phẩm này có cung cấp thêm Cranberry, sức khỏe theo dõi tiết niệu, bổ sung chất dinh dưỡng xương, GLA hỗ trợ cho hormone và sắt để hỗ trợ kinh nguyệt dành riêng cho phụ nữ. Loại thứ hai chính là Livebox Rebirth, là loại Livebox dành riêng cho phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ, cho nên sẽ không chứa được đầy đủ các chất phytonutrient được tìm thấy trong Livebox thông thường, mà sẽ chú ý bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết trong thai kỳ như sắt và acid folic, được nghiên cứu kết hợp với nhau một cách khoa học với các nguồn dinh dưỡng đảm bảo dung nạp tiêu hóa tốt. Loại thứ ba là Livebox Prime. Đây là loại chủ yếu dùng cho nam giới trên 40 tuổi và phụ nữ mãn kinh. Nó giống như cấu hình của loại Livebox thông thường nhưng sẽ tăng thêm các chất dinh dưỡng để hỗ trợ thêm cho khớp, xương, tim, não và năng lượng. Và cuối cùng đó chính là Livebox Nano, chính là loại tổng hợp từ những lợi ích của cả ba loại trên. Thế nhưng đặc biệt sẽ là sự kết hợp giữa công nghệ Nano và Marine Omega trong cùng một gói đôi, nhằm mang đến nền tảng dinh dưỡng tiên tiến cho cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài của con người, không còn tình trạng suy nhược cơ thể liên quan đến sự thiếu hụt dinh dưỡng và quá trình chống lão hóa. Đến đây thì chắc chắn là có nhiều anh chị rất muốn biết cách mua Livebox để không bị dính phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Và dĩ nhiên rồi, đối với bất kỳ một loại thực phẩm chức năng nào, tất cả chúng ta đều lo sợ rằng mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái. Bởi vì hơn bao giờ hết, nếu như dùng phải thực phẩm chức năng giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Và để cho anh chị đỡ lo lắng và yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm này, Nuskin 88 sẽ mách cho các anh chị các cách để mua Livebox chính hãng. Cách đầu tiên đó chính là mua trực tiếp tại tổng công ty dưới sự hỗ trợ của Nuskin 88. Cụ thể là Nuskin 88 sẽ nhờ người trong công ty hỗ trợ anh chị lên trực tiếp tổng công ty để giao dịch và mua sản phẩm. Nếu như thế thì anh chị sẽ được yên tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là bởi vì mua tại công ty cho nên anh chị sẽ được mua với giá của nhà phân phối. Cách thứ hai đó chính là mua qua trung gian là các nhà phân phối. Cách này thì đòi hỏi các anh chị phải tìm hiểu kỹ về nhà phân phối đó có phải được ủy quyền từ Nuskin hay không. Sẽ hơi bất tiện với anh chị nếu như mà chúng ta không có nhiều thời gian. Chính vì thế mà Nuskin 88 sẽ đề xuất với anh chị nhà phân phối chính là Nuskin88.com, là nhà phân phối ủy quyền từ Nuskin, đặc biệt là đại lý cấp 1, cho nên ngoài việc cam kết chính hãng thì sẽ cho anh chị một mức giá tốt nhất trên thị trường. Hãy nhắn tin ngay cho Nuskin 88 nếu như các anh chị có bất kỳ một thắc mắc nào nhé. Đặc biệt, Nuskin 88 xin đưa ra các cam kết để bảo đảm niềm tin của khách hàng luôn luôn được đặt đúng chỗ. Đó là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, anh chị sẽ được hoàn lại 300% số tiền trên tổng giá trị hóa đơn. Nuskin 88 nhận giao hàng nhanh toàn quốc, khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu không đúng thì sẽ được hoàn trả lại. Cam kết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài nhất từ công ty Nuskin. Anh chị nếu cần hỗ trợ tư vấn thêm về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cũng như những người thân yêu. Nuskin 88 xin chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.